Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Badoo Official. Ở đây mình hôm nay mình sẽ sử dụng cái con máy 830DN để in trên giấy cốt C. Thì có nhiều bạn đang thắc mắc là hỏi cái giấy cốt C đó thì những cái loại mực nào có thể in lên được. Thì những cái video trước, có một số cái video trước mình cũng đã làm và nói về giữa mực Bitmain và mực nước đối với những dòng in phun. Thì đối với những cái dòng mà các bạn máy in phun mà các bạn sử dụng mực nước thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều một số cái, ví dụ như mình không có thể nào mình in trên được giấy cốt C cho khách hàng, khi mà ví dụ như mình có thể tận dụng giấy cốt C mình in các visit, hoặc là khách hàng lại thích những giấy cốt C để in những cái tờ rơi thư mời. Tại vì giấy cốt C nếu mà các bạn một số máy in lên đó, thì cho mực rất là đẹp, tại nó là dạng một cái giấy ni lông, nên là nó khi mà chỉ có những cái loại mực Bitmain, tức là mực Bitmain, Bitmain UV hoặc là Bitmain Ultra, hoặc là những loại dòng cao cấp hơn thì nó có thể đáp ứng được là nó bám dính trên giấy cốt C. Do đó là khi mà một số các bạn mà đang sử dụng máy in phun mà loại dùng mực nước thì không thể sử dụng được trên cái dòng máy này, và khi mà chỉ có khi các bạn chuyển qua thì các bạn có thể là in được trên giấy cốt C và tận dụng. Do đó những có một cái video trước mình đã nói rồi, tại các bạn khi mà các bạn nên dùng mực thì các bạn nên dùng mực Bitmain Bitmain in trở lên. Thì thật ra nếu về sẽ mức độ chênh lệch giá thì nó cũng không bao nhiêu hết, nhưng mà nó đáp ứng được cho chúng ta rất là nhiều công việc mà để chúng ta làm, và chúng ta không cần phải phải đầu tư thêm mà sau này phải đổi mực, đổi mất công. Thì mình nghĩ nó cũng rất là thuận tiện nếu các bạn chọn, mà các bạn nên chọn là khi mà các bạn sử dụng máy in phun mà các bạn sẽ chọn cái mực Bitmain UV thì nó sẽ hữu ích hơn cho đối với những công việc của tất cả các bạn. Còn hôm nay mình sẽ sử dụng cái máy 830DN này, sử dụng máy 830DN này để mình in trên giấy cốt C. Thì đối với cái dòng máy 830DN đây là dòng in laser 4 màu CNMYK, thì nó sẽ đáp ứng được cho tất cả các loại giấy, và cái định lượng giấy nó in là từ giấy mỏng, ví dụ như giấy khoảng 60, từ 60 đến định lượng 300, bao gồm các giấy in ảnh định lượng 300, giấy cốt C định lượng 300, hoặc là cái giấy for định lượng 300. Nói chung là máy 830DN này nó in được tất cả các loại giấy, tất cả các loại giấy, kể cả giấy đề can. Còn đối với những dòng mà đề can bể đồ thì mình chưa sử dụng, nhưng mình nghĩ nếu mà ra in được trên giấy đề can, canh giấy canh đá vàng, đá xanh thì mình nghĩ chắc chắn nó cũng sẽ in được trên những cái loại giấy đề can mình gọi là đề can tem bảo hành nữa, thì mình nghĩ nó cũng sẽ in được. Nhưng tuy nhiên là mình chưa thử, mình chỉ có cảm nhận đó thôi. Còn hôm nay mình đây là cái giấy cốt C các bạn, đây giấy cốt C đây là 150, đây chỉ là 150 thôi. Thì hôm nay mình sẽ in, nhưng mà hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ cho tất cả các bạn là mình sẽ điều chỉnh, mình không sử dụng in khay bát mà mình sẽ điều chỉnh cái định lượng giấy để mình in trên cái khay một. Bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách setup máy nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ giấy vào trong khay 1. Đây là giấy cốt C định lượng 150 nha các bạn nha. Nó có thể in được tốt trên cái giấy đối với cái khay này thì cái định lượng giấy nó sẽ nằm khoảng tới 250 256 thôi, thì chúng ta có thể tận dụng, chúng ta in trong cái khay này. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào trong khay. Khi bỏ giấy vào trong khay 1 thì đến phiên cái phần các bạn sẽ cài đặt giấy cho cái khổ khay 1. Thì để cài đặt cho khổ giấy khay 1, các bạn vào Ustool. Đây nè, lúc này Ustool. Các bạn vào trong setting. Rồi sau các bạn vào trong cái tray paper setting. Rồi các bạn thấy bên này có cái mũi tên, các bạn bấm xuống. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là có khay bát, khay 1, khay 2. Thì mình đang sử dụng khay 1 thì mình sẽ chọn cài đặt ở khay 1. Ở đây là cái mức độ giấy nè, thì các bạn sẽ bấm vào cái paper thick nè, thì ở đây nó có định lượng nè, 5290, đây có là những cái định lượng mà cái độ dày của giấy. Thông thường ở đối với những cái nhà sản xuất á, khi mà các bán cho các bạn thì họ hay đặt ở chế độ 60 đến 81, tại vì mình hay sử dụng cái khay này để mình in cái giấy for mình hay photo, hoặc là mình in giáo án đó thì mình hay in. Tuy nhiên để mình khi mà mình cài đặt thì hiện tại bây giờ nó sẽ cho cái phép đối với những cái dòng máy này, thì những cái khổ này nó nằm ở trong khay 1 thì nó cho định lượng cao nhất của các bạn in cái độ dày của giấy có thể là lên 256
ha, còn thì mình in khoảng 250 thì ok. À, tuy nhiên các bạn sẽ thấy in 250 thì nó sẽ không cho tự động não hai mặt, mình sẽ bấm vào trong 20 năm 20 nha, thì nó sẽ không cho ở đây nè, cái phần apply hai size này nó sẽ bấm là no, nó sẽ cho là no, thì nó sẽ không có cho các bạn là in hai mặt, nó tự động đảo hai mặt được. À, do đó đối với những cái dòng những cái phần này thì các bạn sẽ không có cài được là in hai mặt. Rồi bây giờ mình sẽ cài lại cái độ định lượng đây, bây giờ mình sẽ cài định lượng là 106 đến 169 nha, các bạn bấm ok. Thì ở đây nè các bạn sẽ thấy là cái phần nút này nó cho hiện lên nè, thì thông thường á, thì nó sẽ là cho được hai mặt và các bạn bấm Z thì nó vẫn chịu đây. Tức là đối với những cái định lượng giấy từ 106 đến 169 thì nó cho phép tất cả các bạn là in được hai mặt tự động đảo mặt cho cái khay này. Còn đối với những cái định lượng giấy mà nó sẽ cao hơn ha, đối với định lượng giấy nó cao hơn giống như nãy mình setup cho các bạn đó, thì nó sẽ không có cho in được hai mặt và các bạn sẽ in từng mặt. À, và tuy nhiên khi mà từng mặt thì các bạn cũng nên chọn ở trong khay 1, tại mình thấy á, đa số khay 1 thì nó có cái độ bắt giấy chuẩn hơn là ở trên khay bát ha. Thì ở đó là khai báo thì các bạn phải canh lại lệch hơn một xíu. À, do đó là các bạn nên chọn này. Thì ở đây mình đang sử dụng là giấy cốt xe 150 thì mình sẽ sử dụng định lượng là 106 đến 169. À, mình sẽ setup này, sau đó các bạn bấm edit ra. À, mình lưu rồi mình bấm edit ra. Rồi ở đây mình bấm edit. Rồi thoát ra hết. Để in được cho số lượng nhiều thì các bạn nên khi mà in thì các bạn phải in test một bản trước để chúng ta coi ha. Đây các bạn từ từ các bạn sẽ thấy là cái máy khi cái lệnh in thì cái nút này nó màu xanh. À, còn đối với nó báo mà hết mực hết chip gì thì nó sẽ cái nút này chỗ này nó sẽ màu vàng nha. Đây bây giờ mình sẽ ra nè. Ở đây trên tay mình là nó có hai cái tờ giấy. À, một đây là cái tờ giấy mà in trên từ cái khổ khay 1 mà hồi nãy mình set up những cái thông số cho các bạn coi đó. Còn đây là in trên khay bát. À, tuy nhiên ở đây ở khay 1 thì nó sẽ bị nhăn. Lý do các bạn biết sao? Tại vì đây là cái giấy cốt xê nó có chất ni lông mà nó rất là mỏng. Đồng ý là định lượng 150 nhưng mà nó sẽ không đảm bảo được. À, khi mà qua nhiệt độ thì nó sẽ có một cái hiện tượng là nó hơi bị dợp. Cái tờ giấy nó sẽ rất là dễ bị kẹt, hoặc là khi các bạn chọn thông số thì hồi nãy ví dụ mình chọn là 169 thì các bạn có thể là chọn là 170 hoặc là 220. À, tức là khi ở thông số đó thì cái độ ép của lô nó sẽ giãn ra nhiều hơn thì cái tờ giấy khi qua nó sẽ không có hiện tượng ép quá, nó bị phồng, nó bị nhăn. Tuy nhiên là nó sẽ không được đảm bảo ở trên khay 1 này. Thì đối với những cái loại giấy mỏng như thế này thì mình sẽ chọn lại ở khay bát. À, tức là khay bát này thì khi khay bát in ra các bạn thấy nè. À, tức là chất lượng rất là tốt và cái tờ giấy nó rất là ấy, do đó là mình đã chọn là khay bát. À, tuy nhiên hồi nãy cái máy in á, thì nó bị khi mà mình đang review cho các bạn thì cái máy nó bị hết pin nên bây giờ là mình in một cái bản mẫu test từ cái khay bát cho các bạn coi nè. À, thì các bạn ra lấy, do đó là khi mà các bạn thử một cái khi in số lượng nhiều thì các bạn nên test một cái bản và chọn ở khay cho nó phù hợp. Còn về những cái phần mà setup giấy và định lượng như thế nào đó thì hồi nãy mình đã có chia sẻ tất cả các bạn rồi. Thì nếu mà các bạn chọn khay 1 hoặc là khay 3 thì các bạn cứ setup. Còn đối với cái loại tất cả các loại giấy từ for và đừng có chất lượng ni lông thế này thì mình nghĩ là in ở khay 1 thì nó rất là tốt. Mà mình đã từng ấy rồi, đây là lần đầu tiên mình in trên giấy của C150 ở khay khay 1. Tuy nhiên là nó có hiện tượng là nó bị nhăn giấy. À, lý do là nó mỏng và khi mà ở với một trạng độ nhiệt như thế này thì khi mà đưa qua nó ép lên mà hoặc nhiệt độ thì nó sẽ có hiện tượng là bong tróc ni lông. À, do đó là khi mà các bạn in là nên, thứ nhất là các bạn nên setup đúng định lượng giấy hoặc là cao hơn định lượng giấy đó để cho in trên mức độ cho nó phù hợp và chọn những cái thông số, hoặc là khi mà in test xong thì các bạn lựa chọn những cái cách in ở chọn ở khay nào in cho nó phù hợp để cho cái công việc của mình nó tốt và các bạn in ra đẹp. Thì đây các bạn đã thấy là đối với 150 cái tờ 150 này DV với cái thời gian làm việc nó rất là nhanh. Còn nếu mà đúng với cái số lượng này mà các bạn đang in phun thì có thể là nó sẽ mất hết một buổi. Còn đối với cái này thì nó nằm khoảng 20 phút thì nó đã xử lý xong cái công việc cho mình. À, và do đó là mình rất là ưng ý về cái con 830 này. À, còn đối với một số cái bạn mà đang không có điều kiện, ví dụ có một số bạn ở ngoài tuốt, ngoài Hải Dương hay là gì đó thì hoặc là ở phía miền ngoài thì họ ở ngoài đó thì họ không có sử dụng cái con này nhiều.
Thì ở đó các bạn có thể là sử dụng những cái dòng máy nó tương đương như thế này. Thì cái đặc, tại vì mình chưa có tìm hiểu, mình chưa có xài những cái dòng máy đó nên mình không có thể nào mình tư vấn chính xác cho tất cả các bạn được. Ở những cái video ở trên cái kênh của Bado Official thì những cái gì mà mình làm được hoặc là mình những cái gì mình đang xài thì mình mới dám tư vấn cho tất cả các bạn, hoặc là mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Nên có một số cái thì các bạn hỏi thì mình sẽ không có tư vấn được, do đó mình chưa trải qua thì mình không có thể nào tư vấn được. Do đó là những cái câu hỏi nào mà chưa trả lời cho tất cả các bạn thì các bạn cố gắng thông cảm nha. Các bạn biết là thời gian này mình cũng làm việc một mình chứ mình không có mướn thêm nhân viên, do đó là mình cũng sắp xếp công việc tranh thủ, có nhiều lúc là làm phải làm đêm, thì do đó là cái thời gian trả lời cho tất cả các bạn là nó rất là hiếm, nó rất là ít. Do đó là các bạn biết là vừa làm một mình vừa vay blog để chia sẻ tất cả các bạn là một điều rất là vất vả. Nên là do đó là những cái gì mình muốn biết trong cái vấn đề mà làm ngành nghề dịch vụ, những cái gì mà cảm thấy tốt mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và luôn ủng hộ kênh Bado Official trong thời gian qua. Nếu các bạn thấy video này có hữu ích thì các bạn hãy like hoặc chia sẻ để mọi người cùng theo dõi. Nếu các bạn nào mới vừa ghé vào kênh Bado Official thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bado Official và nhấn vào biểu tượng quả chuông. Khi mình đăng những cái chia sẻ mới về lĩnh vực photo in ấn thì các bạn có thể nhận được thông báo và theo dõi sớm hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở phía sau. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe, thật làm ăn ngày càng thành đạt và nhiều khách hàng. Bye bye các bạn.